Vậy là em năm thứ mấy? Em năm thứ mấy? À, năm thứ năm. Rồi bắt đầu đi học cao học 2007, học tại Đại học Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tốt nghiệp là 2010. Thời điểm đó đi học tương đối là khó khăn, không có tốt nghiệp xuất hạng. Tại vì ở Cần Thơ chạy lên chạy xuống Sài Gòn và về Tài. Rồi sau đó thì về được đi làm tiếp. Và tới 2014 thì đi học tiến sĩ ở Thái Lan. Tới 2018 là học xong, là sau 4 năm là học xong. Thì trong những năm trước thì giảng viên của Hoa đi học nước ngoài rất là ít. Cũng có một số thầy cô bên Hoa Y cũng học ở Thái Lan. Một số thì đi các nước khác, ví dụ như Úc hoặc là Mỹ. Thì khoảng 3 năm gần đây, 3 năm gần đây thì giảng viên của các khoa đi học, du học khá nhiều. Ở Thái Lan cũng nhiều, ở Úc, ở Đài Loan, hiện nay là Khoa Điện Tử có Đài Loan, Khoa Y thì bên Thái Lan. Còn Khoa Đặc thì hiện nay cũng có 3 giảng viên đang học Thái Lan, rồi có 2 giảng viên đại học ở Úc. Thì sau khi đi học tiến sĩ ở Thái Lan về thì tôi mới thấy là nên đi và sau khi học xong là phải nên về, tại vì sẽ có một số người đi mà không về. Rồi ngày hôm nay là tôi đối với lớp em, cô sẽ phụ trách 3 bài. Thứ nhất là bài viêm nhiễm vùng miệng và hàm răng, bài thứ hai đó là ung thư miệng hàm răng, và bài thứ ba là bài u nang vùng hàm răng. Thì sau khi dạy nhiều lớp, nhiều năm thì tôi đổi phương pháp dạy nhạc. Có nghĩa là các bạn phải có giáo trình trước, là tôi chỉ hỏi và các bạn trả lời không, sau thì dạy có nói thì không. Nhưng mà bữa nay giờ các bạn không có giáo trình nên tôi bị cháy giáo án rồi. Thì bây giờ tôi bắt đầu lại ha. Thì nếu mà theo lịch á, là ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách, tôi theo lịch là tôi sẽ dạy bài u nang. Nhưng mà thực ra bài u nang là bài tôi mới phụ trách năm nay thôi, tại vì những năm trước đó là cô khác phụ trách nhờ cô đi học rồi, thì tôi còn phải chỉnh sửa bổ sung lại. Thật ra là tôi sẽ hai cái dạy hai cái bài tôi quen rồi trước, đó là bài viêm nhiễm vùng hàm mặt và bài u nang vùng hàm mặt. Rồi bây giờ hỏi đọc bài ngày hôm nay được ý là tôi sẽ dạy với bạn bài u nang vùng hàm mặt. Thì hồi nãy tôi có hỏi lớp trưởng đọc mô tả sang cương của tổn thương. Tôi hỏi xin phép hỏi lớp trưởng là được sinh viên gì năm rồi ạ? Tại khác, ok. Thì tại vì tại sao tôi hỏi vậy, tôi thấy cái cách mà bạn mô tả tổn thương rất là tốt ha. Đầy đủ các thông tin ha. Thì các bạn nhìn đây nè, nhìn vô đây. Nếu như tại vì trong cái bài cũng trong loạt bài của các bạn được học á, các bạn có học bài ung thư nữa, thì nếu như cái tổn thương này tôi nói đây là một tổn thương ung thư, để bạn nghĩ sao? Tại ở đây có rất là nhiều thông tin rồi, ra các bạn biết chắc các bạn không phải ung thư. Nhưng mà nếu như mà chỉ nhìn vào cái hình dạng bên ngoài như vậy, các bạn có nghĩ là ung thư không? Không. Tại sao? Nó có hình dạng rõ ràng không? Bờ có gồ, có rét không? Bờ không có gồ, không có rét. Một điểm quan trọng nữa để mà cảm giác không bị ung thư đó là cái thời gian tồn tại của cái tổn thương này. Thì nếu như mà bệnh nhân bị ung thư là nó sẽ thời gian nó kéo dài trên 3 tuần không lành. Giờ các bạn nhớ nghe, thứ nhất là khi nhìn một cái gì đó, một cái tổn thương gì đó, các bạn xem cái hình dạng nó như thế nào, kích thước nó làm sao, màu sắc như thế nào, rồi bề mặt của nó làm sao, rồi mật độ, rồi một cái quan trọng đó là thời gian tồn tại. Cái tính cách khác, ví dụ thì đau thì còn đau nè. Rồi bây giờ bữa nay cô sẽ giới thiệu với bạn vài viêm nhiễm trước. Thì sẵn đang nói cái tổn thương đấy, thì cô sẽ giới thiệu luôn cái phần bệnh lý cuối cùng.
tỉnh lý đầu tiên của cái ngày hôm nay trong cái bài viên nhiễm phục miệng và mặt. Các bạn nhớ là after thoái khoáng, tên tiếng Anh hồi nãy là gì, hãy tôi đánh cho trong Google á, tên tiếng Anh là gì, recurrent after stomatitis ha, nghĩa là sao, là viêm miệng after thoái khoáng. Thì các bạn nghe cái tên, các bạn nghe cái tên và nó sẽ có cái chữ tái phát ở trong đó. Nếu như mà tái phát thì nghĩa là sao, là tái đi tái lại nhiều lần. Do đó hồi nãy một chút cái tổn thương hồi nãy á, thì các bạn một cái điểm quan trọng để mà muốn chẩn đoán bệnh nhân có bị áp hay không, mình hỏi bệnh nhân là có bị tái lại, tái đi tái lại nhiều lần hay không, thì bệnh nhân sẽ tự thấy mình sao, là khác nào tôi cũng bị hết. Và có những người người ta không biết cái thuật ngữ khi là viêm nhiễm áp cơ thì người ta nói là tôi bị đẹn, phải không? Mấy bạn có bị không? Khi mấy bạn thi cử ha, à, rồi bị buồn người yêu gì đó là bị không? Rồi thì trước mắt là nói về phân loại, thì các bạn thấy có mấy loại, ba loại. Ba loại là áp cơ khổng lồ, áp cơ đơn giản, áp cơ dạng hẹp bén. Thì hồi nãy tôi cho mấy bạn coi mô tả cái sang phương hồi nãy trên Google đó, đó là đặc điểm đặc trưng của áp cơ, có nghĩa là nó sẽ có hình dạng rõ ràng, có hình tròn hay hình cầu vồng, được chưa? Rồi à, có vòng viêm đỏ xung quanh. Hồi nãy bạn trưởng nói là cái giới hạn cái gì đó xung quanh gì đó, viêm gì đó, thì cái đó gọi là có vòng viêm đỏ xung quanh, được chưa? Rồi tùy theo kích thước của nó to hay nhỏ thì người ta phân ra là nó là loại nào. Nếu như mà kích thước nó nhỏ hơn 1cm thì người ta gọi là cơ đơn giản, còn lớn hơn 1cm thì gọi là cơ khổng lồ, được chưa? Và nếu như mà nhiều vết cát nhỏ xuất hiện thành chồng thì người ta ghi nhận đó là áp cơ và hẹp cát, được chưa? Như vậy chuyện đầu tiên á, là mấy bạn phải phải nhận biết được trên lâm sàng tổn thương nó là cơ, còn nó là loại nào thì tính sau, được chưa? Như vậy á, một cái quan trọng nãy giờ tôi chưa có đề cập mấy bạn đó là khi mà có bệnh á thì thường nó phải có nguyên nhân, phải không? Như vậy thì những nguyên nhân phổ biến là gì? Virus, vi khuẩn, vi nấm và bệnh lý tự miễn. Thì đó chọn A, B, C, D, chọn đi. Bệnh áp cơ là bệnh lý gì? Do vi khuẩn, virus, vi nấm, bệnh lý tự miễn. Có phải do vi khuẩn không? Không biết. Vi virus không biết. Vi nấm không biết. Bệnh lý tự miễn không biết luôn. Vậy thì một cái điểm quan trọng các bạn cần nhớ đó là áp cơ là bệnh lý liên quan đến bệnh lý tự miễn, không có rõ nguyên nhân và nó sẽ có rất là nhiều có thuận lợi, ví dụ như là bị stress, thay đổi hormone, chế độ dinh dưỡng kém. Và yếu tố di truyền có rất là nhiều yếu tố thuận lợi, được chưa? Tại sao tôi phải nói nguyên nhân? Tại vì chút nữa mình sẽ học một số bệnh lý trong cái bài viêm nhiễm á, là một số bệnh nó liên quan đến virus, một số bệnh nó liên quan đến vi khuẩn, được chưa? Và vì bệnh viêm nhiễm áp cơ tái phát này là một bệnh lý tự miễn thì có đó điều trị sử dụng kháng sinh kháng viêm, à kháng sinh kháng virus kháng nấm và kháng viêm và các trạng viêm. À, đây là một bệnh lý tự miễn thì thuốc điều trị đó là sử dụng kháng viêm, và nếu kháng viêm thì sử dụng kháng viêm hoặc corticoid. Do đó nếu như mà mấy bạn đã phát một cái tổn thương nó là áp cơ mà trong ba thuốc các bạn cho kháng virus là không đúng vậy, cho kháng sinh không cũng không đúng vậy, mà hoặc là cho kháng nấm cũng không đúng, được chưa? Rồi thì tất cả những thông tin chung của áp cơ là nó trong cái slide này. Rồi bây giờ nói sao, vị trí thường đặt ở niêm mạc môn má phục lưỡi hậu thái nền. Thực ra niêm mạc miệng chia làm hai loại, ba loại: niêm mạc sừng má, niêm mạc không sừng má và niêm mạc đặc biệt. Niêm mạc sừng má là lớp biểu mô nó có chất sừng, có keratin, còn niêm mạc đặc biệt á là nó vị trí thông thường là ở lưng lưỡi, nó có những cái gai lưỡi, có những cái mụn vị giác, thành ra là nó khác với những cái vị trí khác trong cơ thể. Và phổ biến nhất
ở vùng biển á, đó là niêm mạc không sinh hóa. Mà niêm mạc không sinh hóa là vị trí môi má vùng lưỡi cầu cái mề ha. Rồi những cái đặc điểm đặc trưng nãy giờ cô có nói rồi là vết loét, nhưng mà loét nông thôi, có hình tròn hay cầu vuông, kích thước thường nhỏ, đáy màu vàng, có phủ lớp màng lớp màng giả màu vàng hoặc màu trắng, có một viên não xung quanh. Hai cái đặc rồi có tái hát là nãy giờ nói nhiều rồi. Một cái đặc điểm nữa để mà mình phân biệt ác cơ tái ác cơ đơn giản khác với cơ tổng đồ, đó là nó có khả năng tự lành rất là nhanh. Thành ra có nhiều bệnh nhân tới mình nói là tôi không có làm gì hết, rồi nó cũng tự nó hết nha. Rồi tính chất rất là đau, thì đây là một cái đặc điểm quan trọng. Lý do tại sao? Tại vì khi bệnh nhân tới phòng khám răng mặt, than phiền là tôi ăn uống không có đường,
rồi tôi bị phân công, rồi tôi lo lắng, tôi mất ngủ. Tại vì bệnh nhân này bị thường xuyên ha. Thì khi mà đi vô khám khoảng một tuần sau là triệu chứng nó giảm liền và nhìn thấy cái khỏe mặt nó thay đổi liền. Thì đối với nhiều người cái máy áp tơ nó chỉ là nhỏ mà nó không ảnh hưởng nhiều tới cái sinh hoạt hàng ngày, nhưng có nhiều người ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống ha. Đó thì cùng một bệnh nhân đó thì sau khi bệnh nhân được hai thuốc đó, thì sau một tuần quay lại để bạn thấy là cái triệu chứng ở môi nó giảm ha. Rồi trong trường hợp mà bệnh nhân đã mình có lét như vậy đó, thì mình cần phải chăm sóc phân biệt với một số tổn thương. Ví dụ như ở đây là bệnh nhân có một, tôi gọi là một vết loét cho chấn thương, để bạn nghĩ coi vết loét này là do gì. Do cái viêm gan. Và mấy bạn thấy hình dạng sao? Nó dạng sâu, nó hơi vồ. Nói chung là nó không có phải là một vết loét nông mà có hình dạng rõ ràng giống như mình đã học nha. Rồi các bạn thấy vết loét này sao? Nó sâu hơn, vết loét sâu hơn. Đây là một bệnh nhân cũng có vết loét và cũng tái đi tái lại nhiều lần, nhưng mà đã đi điều trị rất là nhiều bệnh viện ở Việt Nam rồi, nhưng mà vẫn không hết được bệnh. Và trong cái toa thuốc của bệnh nhân có đủ thứ loại thuốc ở trong đó luôn, kháng sinh cũng hai ba loại, rồi có kháng nóng này kia, có kháng viêm, nhưng mà bệnh nhân nói là không hết, uống thuốc rất là nhiều mà không hết. Và vị trí vết loét này nó thay đổi, nó có một cái đặc điểm giống như after là vị trí vết loét thay đổi, nhưng mà bạn nhìn vô cái hình dạng này nó rất là khác, phải không? Thì sau khi tôi cho ba thuốc xong, tôi cũng đề nghị bệnh nhân làm một số tạo lâm sàng, thì bệnh nhân đi luôn đi theo luôn, là không có tái phát được, người ta không biết sao luôn. Rồi thì hồi nãy là dạng hình dạng after đơn giản rất là rõ ràng, bây giờ cái after khổng lồ thì nó nghe cái tên rồi các bạn thấy là nó có sự khác biệt rồi, là kích thước nó to hơn, thời gian nó lâu lành hơn, và thường là xảy ra với bệnh nhân có cơ địa đặc biệt, ví dụ như bệnh nhân HIV đã vết loét lâu hơn nè, tái phát liên tục, sức khỏe toàn thân bị ảnh hưởng cho uống kém. Thì đây ví dụ như hình này, vị trí là một vết loét ở bờ lưỡi, các bạn thấy hình dạng rõ ràng không? Thì các bạn nói chung là trong trường hợp này nè, mình cần phải chẩn đoán phân biệt rõ ràng với trường hợp nhân bị ung thư lưỡi, tại vì trong miệng á, ở lưỡi mà bị ung thư thì vị trí phổ biến là ở bờ lưỡi, đúng không? Trong trường hợp này mình cũng phải chẩn đoán phân biệt với ung thư lưỡi. Thì nếu mà muốn chẩn đoán phân biệt thì sao? Thì hỏi bệnh coi là cái này nó xuất hiện bao lâu rồi, bệnh nhân có hay bị không, vị trí nó thay đổi hay không, đúng không? Rồi ví dụ như đây là hình tôi lấy trong sách. Thứ nhất là trên một cơ địa đặc biệt đó là bệnh nhân bị nhiễm HIV. Thứ hai là các bạn thấy vị trí nó nằm ở đâu, các bạn thấy vị trí nằm đâu? Ở khẩu cái mền, cái thứ to hay nhỏ? To, có củ hoàng giả không? Có ha. Đây là một ca lâm sàng cách đây nhiều năm, được chuyển từ phòng khám tai mũi họng chuyển qua. Thì ở phòng khám tai mũi họng đề xuất là bên ra mặt làm sinh thiết kế phẫu thuật để nghi ngờ là ung thư ở vùng miệng. Rồi theo mấy bạn thì tôi có nên càng bệnh nhân ra cắt một miếng thời gian có bệnh liền không, và lúc đó sẽ làm gì? Với những thông tin nãy giờ các bạn được học đó, thì các bạn sẽ làm gì bệnh nhân? Hỏi bệnh, hỏi sao? Bị bao lâu rồi? Là hỏi gì nữa? Có hết không? Rồi gì nữa? Thì đúng rồi đó, là hỏi bệnh nhân bị bao lâu rồi, là bệnh nhân có tự hết không, và những lần trước nó có thỏ ngay chỗ này không, hay là nó đi nó nhảy những cái vị trí khác, thì bệnh nhân trả lời y chang giống như những cái triệu chứng của mình học vậy đó, là bệnh nhân rất là hay bị mà tái đi tái lại nhiều lần, những lần trước thì nó bị ở vị trí khác, còn lần này thì nó bị ở đây ở môi. Thế bạn nhìn cho cái hình này thì đúng là nó không có rõ ràng hình tròn hay bầu dục giống như là mình đã học, nhưng mà mình phải xem coi bệnh nhân có những yếu tố thuận lợi hay không.
mà một trong những yếu tố thuận lợi hay là yếu tố nguy cơ của bệnh nhân ung thư á là thường bệnh nhân lớn tuổi, có nghĩa là tuổi trung niên trở lên, bệnh nhân có những cái thói quen uống đồ ăn chào gì đó à, rồi mình phải hỏi bệnh là bệnh nhân có hay bị không. Bệnh nhân nói là tôi cũng rất là hay bị và những lần khác, lần trước nó bị là ở vị trí khác, được chưa? Rồi đây là cùng một bệnh nhân một tuần sau, thì các bạn nghĩ coi tôi đã làm gì bệnh nhân. Cho làm gì? À, có cho thuốc kháng virus khác không và kháng sinh không? À, có thể kháng sinh nhưng mà nó ở dạng viêm nhiễm xuất huyết, còn thuốc uống hoặc thuốc thang thì không có cho. Chờ. Và sau khi hỏi bệnh rồi thì tôi nghĩ bệnh nhân này là dạng bị áp cơ, có tôi nhờ xả thuốc, và thuốc là có thuốc kháng viêm. À, thì các bạn thấy chỉ sau một tuần thôi, cái tổn thương nó sao? Có sự thay đổi về kích thước và triệu chứng bệnh nhân giảm. Yeah. Thì đây là một ví dụ trường hợp là bệnh nhân bị áp cơ, nhưng mà trên lâm sàng nếu như mà không có hỏi bệnh và các sĩ, ngay cả bác sĩ làm mặt luôn, nếu mà người ta không có kinh nghiệm gì về bệnh lý Mỹ ấy, thì cũng không biết là gì mà chuẩn bị cho thuốc đại cho những người thôi ha. Rồi dạng cuối cùng là áp cơ dạng bài phát, thì kích thước nó sẽ nhỏ và có nhiều quấn lép với nhau thành từng dòng, ha, số lượng nhiều đau và cảm giác thân vị. Với hạt bát cấp tính thì chút nữa mình sẽ học bài hạt bát ha. Rồi đây mình tôi lấy ở trong cuốn sách. À, thì các bạn thấy tổn thương này là nhiều quấn lép. À, quấn lép có vật viêm não xung quanh và có phủ màng giả, nhưng mà nó nhiều quấn lép nó dính với nhau thành từng dòng. Thật ra trên lâm sàng á, tôi cũng chưa có gặp nhiều cái dạng này. Rồi đây các bạn có thấy không? Đã nó ở dưới bụng lưỡi á. Ở đây, rồi tiếp. Rồi ai là ai eo chín chắc trong lớp này? 8 chắc 7 chắc Không có 7 chắc luôn. Hay là chưa thi? Đây là cái bảng so sánh ba dạng hắc cơ bạn tiếng Anh ha. Rồi thôi phải đại đi tổ trưởng tổ một lớp IB bốn mươi lăm có tổ trưởng tổ một không? Cái này tổ trưởng bác rồi tổ trưởng dịch dùm tôi đi học lớp đó nha. Các bạn giữ trật tự để cho em xin nói chuyện nè. Thường là nó không có sừng xảy ra ở niêm mạc không
sẽ lên niêm mạc không có sừng hóa. Cái vết đáng thường nó đông, nó tròn, đường kính khoảng 5-7 mm. Thường là có cái quần đỏ xung quanh và có cái nền màu vàng, một hoặc có thể có một hoặc vài bên đấy. Cái after khổng lồ thường nó không phổ biến, vết đét thường là khoảng từ kính khoảng vài cm. Đôi khi nó giống như lại các hình ảnh ác tính, bỏ lấy ác tính. Cái vết đét nó thường kéo dài khoảng vài tháng và niêm mạc nhai, ví dụ như là lớp lưỡi hoặc là như cô nói có thể bị ảnh hưởng, có thể có sẹo sau khi làm. Cuối cùng là cái vết lết giả hạt bếp, cái after giả hạt bếp thì nó không phổ biến và thường là ảnh hưởng tới cái lớp không sừng hóa, cái niêm mạc không sừng hóa. Rồi cái vết lết nó khoảng nhiều 1-2 mm, nhiều hoặc là thậm chí đến hàng trăm vết lết có thể có. Có thể gom lại tạo thành một cái vết lết không thường. Nó thường cái viền đỏ nó thường nó lan rộng xung quanh cái vết lết. Rồi, coi chào mấy bạn.